Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 2. Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Đồng Tháp 10 lai tạo trong thử nghiệm gần 70 giống lúa mới phù hợp thổ nhưỡng vùng Đồng Tháp 10. Từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cho phép các trường đại học tự đảm bảo chất lượng đầu vào với điều kiện phải công khai minh bạch tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Vậy ai kiểm chứng tỷ lệ này? Phản ánh có trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới, Đức muốn đẩy nhanh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Thưa quý vị, Ban Dân vận Huyện ủy Thủ Thừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2016. Ông Dương Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa tham dự hội nghị. Năm 2016, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện Thủ Thừa tiếp tục được triển khai sâu rộng. Tính công khai dân chủ ngày càng được thể hiện rõ và không ngừng được nâng cao. Việc thực hiện Nghị định 60 của Chính phủ được các doanh nghiệp xây dựng và tổ chức công khai minh bạch quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước. Đến nay có 9 trên 16 doanh nghiệp tổ chức tiếp xúc đối thoại với người lao động. Trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2016, đến nay trên địa bàn huyện đã có trên 40 mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như thứ 6 nghe dân nói của xã Long Thành, mô hình 5 giúp 1 của Hội Cựu Chiến binh xã Bình Thạnh, tổ hợp tác sản xuất lúa giống của xã Long Thuận, mô hình khuyến học trong tôn giáo, mô hình cổng an ninh trật tự. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Thủ Thừa đã trao tặng giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2016. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp 10 tổ chức hội thảo tham quan và đánh giá gần 70 loại giống lúa do Trung tâm Khảo nghiệm Giống và Cây trồng vùng Nam Bộ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp 10, Tập đoàn Lộc Trời lai tạo đang trồng tại khu khảo nghiệm và sản xuất thử trên địa bàn xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng. Nằm trong nội dung nghiên cứu giống lúa, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp 10 đã lai tạo, chọn lọc nhiều dòng giống lúa có chất lượng tốt, đồng thời triển khai nhiều điểm khảo nghiệm và sản xuất thử như tại huyện Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, tỉnh Long An, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và các huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu. Vụ đông xuân 2015-16 thì chúng tôi cũng sản xuất một số khoảng độ gần 4-5 tấn giống ở mức độ gọi là nguyên chủng, thì chúng tôi cũng đã phát cho bà con nông dân làm thử. Thì cái phản hồi lại thì đối với các cái giống thì cũng tương đối tốt, thì bà con cũng rất là vui mừng. Và hiện nay thì có một số cái nghiên cứu thêm nữa là về cái phục tráng cái giống IR4625 giống lúa nếp. Qua phiếu đánh giá và ý kiến trực tiếp của các nông dân và đại biểu tại buổi tham quan thì có một số dòng giống lúa do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp 10 lai tạo được đánh giá tốt như DTM126, DT171, DTM1122, DTM14285 lúa tím. Trong đó các nhóm giống lúa ngắn ngày khoảng 85 đến 90 ngày như DTM126 là rất cần thiết không chỉ ở các huyện thuộc khu vực Đồng Tháp 10 mà còn cho nhiều vùng khác ở các tỉnh trong cả nước. Việc nghiên cứu và phát triển các giống lúa có đặc tính và chất lượng cao không chỉ tạo thuận lợi cho nông dân trong việc bố trí thời vụ, luân canh tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng trên cùng một diện tích đất theo cơ cấu lúa đông xuân sớm, màu xuân hè, lúa hè thu, mà còn đảm bảo sản xuất ăn chắc trong điều kiện có lũ hàng năm của vùng Đồng Tháp 10. Trạm khuyến nông huyện Tân Hưng cũng vừa tổ chức tổng kết điểm trình diễn giống lúa mới tại ấp Gò Thuyền, xã Vĩnh Thành. Mô hình do Trung tâm khuyến nông Long An phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Tân Hưng thực hiện. Tại buổi tổng kết, nông dân được đi tham quan thực tế điểm trình diễn hai giống lúa mới là OM421 và OM10840 do hộ anh Nguyễn Văn Khuyến, ấp Gò Thuyền, xã Vĩnh Thành thực hiện với diện tích 2.000 m². Hiện trà lúa đang trong giai đoạn chính chuẩn bị cho thu hoạch, ước năng suất khoảng 7 tấn một hecta. Tại đây, nông dân tham dự được nghe anh Nguyễn Văn Khuyến, người trực tiếp thực hiện điểm trình diễn, báo cáo lại quá trình sản xuất, đồng thời được nghe Trạm khuyến nông huyện Tân Hưng trình bày một số đặc tính của hai giống lúa trên. Thời gian sinh trưởng của giống OM421 là 100 ngày, OM10840 là 105 ngày. Cả hai giống đều có tỷ lệ nảy mầm cao, chống đổ ngã và kháng sâu bệnh, có khả năng chống chịu phèn mặn rất tốt, phẩm chất gạo đẹp, mềm cơm, năng suất khá cao, khoảng 8,5 đến 9,5 tấn một hecta.
đa số nông dân tham dự đều đánh giá cao giống OM10840 do giống này có nhiều tính năng vượt trội so với các giống thường khác và phù hợp với vùng đất của địa phương. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cho phép các trường đại học tự đảm bảo chất lượng đầu vào. Một trong những điều kiện để giao quyền tự quyết đó là các trường phải công khai minh bạch các chỉ số đảm bảo chất lượng đào tạo, trong đó có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Yêu cầu này không phải mới, nhưng lại đang khiến nhiều người băn khoăn, đó là số liệu do các trường tự điều tra, tự công bố thì có khách quan và trung thực hay không. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp được khá nhiều trường đại học công bố trên website. Đây được coi là một trong những yếu tố để cơ sở đào tạo thu hút thí sinh, nên tỷ lệ này được nhiều trường công bố cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên, theo các bản tin thị trường lao động hàng quý, thì con số hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp ngày một tăng lên, cho thấy đang có sự mâu thuẫn với tỷ lệ của các trường. Vậy, những số liệu khá đẹp do các trường đại học tự thu thập, tự công bố có thực sự đáng tin cậy? Trước đây thường chưa làm được hai cái điểm. Một là công bố chưa đủ độ chi tiết, trên các trường dễ biên báo. Thứ hai là công bố xong không ai kiểm tra cả, cho nên các trường cũng không có một chế tài nào để bị xử phạt nếu như họ công bố sai. Tỷ lệ thí sinh tốt nghiệp có việc làm là một trong các chỉ báo quan trọng về chất lượng đầu ra của nhà trường. Vì vậy, việc công khai chỉ số này là cần thiết để xã hội có thêm thông tin về bức tranh chất lượng các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Theo đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, từ năm 2018, Bộ sẽ có giám sát với các con số tự công bố của các trường. Là tự khai báo, tự công bố. Nhưng Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ giao cho 4 trung tâm kiểm định chất lượng thông qua các quyết định có mục tiêu cụ thể, phương thức, cách làm, nguyên tắc cụ thể để làm việc gì, để đến thẩm định và xác thực. Đây là thẩm định và xác thực. Thông qua cái thẩm định và xác thực ấy, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ xử lý và cái kết quả xử lý ấy cũng sẽ công khai lên phương tiện thông tin đại chúng. Khi chúng tôi đi đánh giá, chúng tôi phải là làm sao phải tìm hiểu xem là thế vậy là có cái phiếu khảo sát gốc không? Chứ bảo là chúng tôi khảo sát 100 người, thế vậy 100 cái phiếu khảo sát đâu? Chúng tôi khảo sát 5 năm, thế vậy 5 năm cái phiếu khảo sát đâu? Mà phải nhìn, phải kiểm tra xem đúng cái phiếu khảo sát gốc đó không? Xong rồi kiểm tra lại với cả ngẫu nhiên với cả sinh viên hoặc là cái nhà tuyển dụng để xem họ thực sự có trả lời những cái phiếu khảo sát đó không? Để xem có kiểm tra ngẫu nhiên. Bên cạnh việc giám sát độc lập bởi các trung tâm kiểm định chất lượng, theo nhiều chuyên gia, cần có thêm sự giám sát từ các kênh khác nhau trong xã hội. Thì phải lôi kéo xã hội vào. Ngoài cái giám sát thì giám sát từ thì lôi kéo giới truyền thông này, thì lôi kéo các cái hiệp hội, các cái tổ chức phi chính phủ, các cái hiệp hội, thí dụ như hiệp hội đại học cao đẳng Việt Nam cũng có thể tham gia vào cái chuyện đó, và phải có cái cơ chế để người ta giám sát, tức là phải có số liệu để người ta yêu cầu là phải công khai những cái số đó thì khi người ta hỏi thì trường phải đưa ra những cái số liệu đó và phải có minh chứng cho số liệu đó. Trong quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục Đào tạo, nếu các trường công bố thông tin không đúng thực tế, sẽ bị dừng tuyển sinh và các chế tài liên quan khác. Tuy nhiên, quy định là một phần, quan trọng hơn là phải làm cho các trường tự ý thức, nâng cao chất lượng đào tạo để tạo ra các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu xã hội.